trường tiểu học Đông Ngạc B, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là công trình tiêu biểu của phong cách pha trộn Âu Á, được xây dựng từ năm 1921. Kiến trúc của ngôi trường này là sự dung hòa giữa phong cách cổ điển Pháp và truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, mái ngói với hình ảnh lưỡng long chầu nguyệt cùng phần bậc thềm được trang trí bởi những con rồng đá cuộn mình đã góp phần khiến nơi này trở nên uy nghiêm, có giá trị văn hóa lịch sử. Theo ghi nhận, trên các bức tường tồn tại hàng trăm năm qua, nhiều phần đã rạn nứt. Theo đại diện nhà trường, hiện nay toàn bộ lớp học và phòng chức năng ở ngôi nhà cổ đã không hoạt động. Nhà trường đang xin ý kiến tu sửa để tiếp tục sử dụng. Hiện trạng của khu trường cổ trước kia là trường Kim Bị, năm nay trường đã tròn 101 tuổi, là một ngôi trường cổ ở ven đê thành phố Hà Nội thuộc làng Đông Ngạc. Thì ngôi trường cũng đã bị xuống cấp và hiện nay là đã bị dột và bị sập mái. Thì được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm cũng như là của Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đã phối kết hợp và về đã rà soát và kiểm tra cũng như là lên phê duyệt dự án. Bắt đầu thì dừng từ năm ngoái, nhưng mà vì năm ngoái cũng bị Covid cho nên là cũng các nhà trường cũng không học tập ở đây, nhưng mà cũng đã rất là đảm bảo về cái việc an toàn an ninh cho các con nên là cũng đã rào che chắn cẩn thận. Chứ còn là các con ở đây học tập thì cũng được học ở ngôi trường cổ này, cũng rất là tự hào về truyền thống học tập của làng Đông Ngạc và cũng muốn là trường các cấp chính quyền cố gắng tu sửa sớm nhất để cho các con vẫn được học tập dưới những ngôi trường cổ. Trường tiểu học Đông Ngạc B tọa lạc trên con đê sông Hồng thuộc phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Đây được xem là một trong số ít những công trình trường học do người Pháp xây dựng còn sót lại cho đến thời điểm hiện tại.